Nhiều gia đình tin rằng việc cho trẻ sơ sinh nằm võng sẽ khiến bé dễ ngủ hơn, ngủ ngon hơn, không lo bẹp đầu nên là thường xuyên cho trẻ nằm võng. Tuy nhiên, việc cho trẻ sơ sinh nằm võng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của bé. Vậy tóm lại thì chúng ta có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng hay không? Bố mẹ hãy xem video này để có câu trả lời nhé. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành dược, đặc biệt là gần 5 năm tư vấn chăm sóc mẹ và bé, mình và các cộng sự đã và đang hỗ trợ hàng ngàn các bố mẹ nuôi con khỏe mạnh mà không lạm dụng thuốc. Việc lầm tưởng rằng cho trẻ sơ sinh nằm võng có nhiều cái lợi cũng như là học theo kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước mà không tìm hiểu kỹ cả mặt hại của nó nữa khiến cho nhiều bố mẹ vô tình làm hại đến con mình mà không biết, sau này có hối hận thì cũng đã muộn màng mất rồi. Sau khi xem hết video này, bố mẹ sẽ có cái nhìn tổng quát và đúng đắn về những mặt lợi và mặt hại của việc cho trẻ nằm võng, từ đó sẽ ra được quyết định là có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng hay không. Về những ưu điểm của việc cho trẻ sơ sinh nằm võng thì chúng ta có thể kể ra ở đây hai ưu điểm chính. Thứ nhất là việc nằm võng thì cái vải của võng sẽ ôm lấy em bé sơ sinh, khiến cho trẻ có cảm giác là đang được ôm ấp, được bao bọc. Trẻ sẽ cảm thấy là yên tâm hơn, an toàn hơn và dễ ngủ hơn. Thứ hai nữa là khi nằm trên võng, việc mà chiếc võng đung đưa qua lại sẽ khiến trẻ có cảm giác giống như là chuyển động khi còn nằm trong bụng mẹ vậy. Và nhờ đó thì em bé sẽ cảm thấy là thân thuộc hơn, quen hơn và em bé cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ được ngon hơn. Nhưng bên cạnh những mặt lợi đó thì việc cho trẻ sơ sinh nằm võng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Đầu tiên là nguy cơ dễ gây tai nạn. Khi mà em bé nằm trên võng và trở mình thì rất có thể là con sẽ bị rơi ra khỏi võng và ngã xuống thì dễ bị gây thương tích. Chưa kể là việc trẻ nằm võng ấy sẽ ở tư thế là cong người và gập cổ lại. Tư thế này rất khó khăn trong việc hô hấp, nhất là với trẻ sơ sinh. Vì vậy nằm võng có thể gây nguy hiểm, thậm chí là có nguy cơ gây tử vong vì khiến cho em bé không thở được bình thường. Thứ hai nữa ấy là việc nằm võng có thể gây tổn thương não và ức chế thần kinh của bé. Việc mà trẻ nằm võng và đung đưa liên tục trong một thời gian dài dễ khiến em bé gặp phải hội chứng rung lắc ở trẻ sơ sinh. Nếu như hội chứng này mà ở mức độ nặng có thể khiến cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ, động kinh, giảm thị lực, rối loạn khả năng định hướng và chậm hình thành nhận thức. Việc đung đưa nhiều trong một thời gian kéo dài còn khiến cho não bộ của trẻ cảm thấy mệt mỏi. Khi mà bế trẻ ra ngoài, trẻ rất dễ là giật mình này, rất dễ là khóc thét lên đột ngột. Thứ ba nữa là việc nằm võng sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cột sống và lồng ngực của con. Vì cột sống của em bé, nhất là trẻ sơ sinh còn đang rất là mềm, nên là nó dễ dàng bị cong theo cái độ lún của võng. Khi mà đốt sống của con bị cong thì lưng con sẽ gù và gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động của rất nhiều các cơ quan nội tạng như tim, phổi vân vân. Thứ tư nữa, việc cho trẻ sơ sinh nằm võng sẽ khiến con bị chậm phát triển thần kinh vận động cũng như là cơ bắp. Em bé mà nằm trên võng quá nhiều thì sẽ chậm phát triển những cái kỹ năng vận động như là lẫy lật, trườn bò, đi đứng rồi cầm nắm đồ vật. Do vậy sẽ khiến cho em bé kém linh hoạt, khả năng nhận thức và tiếp thu sẽ bị kém đi. Việc mà con nằm võng và ít vận động cũng khiến cho cơ bắp của trẻ mềm nhão và kém phát triển hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Tác hại thứ 5 nữa là con sẽ bị phụ thuộc vào việc nằm võng. Sau một thời gian liên tục nằm võng thì trẻ sẽ làm quen với cái việc là tư thế nằm và việc luôn luôn có chuyển động đung đưa khi ở trên võng. Từ đó thì con sẽ bị phụ thuộc vào võng, nếu như không có võng là con cũng không ngủ được luôn. Và như vậy thì thời gian nằm võng sẽ ngày càng nhiều, mà càng nằm võng nhiều thì những cái tác hại mà mình vừa nói ở phía bên trên sẽ càng nặng nề và rõ rệt hơn. Chính vì những lý do kể ở trên nên là khi cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích thì các chuyên gia y tế đều khuyến cáo với các bậc phụ huynh là không nên cho trẻ sơ sinh nằm võng, trừ trường hợp là được bác sĩ khuyên dùng vì một cái lý do đặc biệt nào đó mà thôi. Hy vọng rằng với những kiến thức mà mình cung cấp ở đây sẽ giúp cho bố mẹ có nhận thức đúng đắn nhất về cái lợi cũng như cái hại của việc cho con nằm võng. Từ đó sẽ ra quyết định phù hợp là có nên cho con mình nằm võng hay không. Nếu như em bé nhà bạn là trẻ sơ sinh thì việc này là không nên làm đâu nhé. Nếu như cảm thấy video này hữu ích thì bố mẹ hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất về những video hữu ích tiếp theo của dược sĩ Phạm Hải Yến nhé.